Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá hơi ngày 11 tháng 5 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, giá hơi trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng giảm rải rác ở nhiều nơi, trong khi đó giá cám của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có xu hướng tăng. Theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, giá thịt lợn hơi giảm do nguồn cung trong nước bước đầu được đảm bảo. Việc tái đàn ở các địa phương diễn ra thuận lợi, nguồn cung thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn cạnh tranh trực tiếp với nguồn cung thịt lợn nóng ở trong nước. Tuy vậy, thị trường vẫn có thể có những biến động với nguy cơ dịch tả lợn châu Phi và giá thức ăn chăn nuôi tăng do giá nguyên liệu trên thế giới cũng đang tăng. Và theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 5, giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng từ 2,7 cho đến 3,3% so với quý 1 năm 2021. Và ông Dương cũng đánh giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính chưa có chiều hướng giảm ngay trong quý 2 năm 2021, trong khi giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm sẽ tăng tối thiểu từ 5 cho đến 10% tùy từng loại, để đạt mức tăng 20% thì mới dừng lại. Với việc giá lợn hơi trên thị trường giảm, giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang có xu hướng tăng, người chăn nuôi có thể gặp khó trong thời gian tới. Và theo ghi nhận tại thị trường miền Bắc, khu vực Trung Du và miền núi hiện có giá heo khá thấp, chỉ quanh mức 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Điều này cũng dễ hiểu vì có khá nhiều hộ chăn nuôi chọn giống heo hai bì hoặc là lợn lai lông trắng, vốn không được giới thu mua ưa chuộng và tỷ lệ mỡ cao, chính vì vậy mà giá thấp. Còn những đàn heo siêu nạc ở các địa phương, kể cả khu vực vùng núi như là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang vẫn có mức giá dao động từ 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Đà giảm xuất hiện ở khắp các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, kể cả các tỉnh ở khu đồng bằng sông Hồng như là Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục khiến các hộ chăn nuôi lo ngại nếu tái đàn trong mấy tháng tới rất có thể sẽ bị thua lỗ. Và nhiều chủ trang trại cũng tính toán chi phí thức ăn chăn nuôi mỗi con heo 100 kg mất khoảng 3 triệu đồng, cộng thêm với tiền giống, vaccine, thuốc thú y, giá thành cũng sẽ đội lên nhiều. Với mức giá heo hơi hiện tại, người chăn nuôi vẫn có lãi dù không nhiều, nhưng nếu giá heo thịt tiếp tục giảm, cộng với rủi ro từ dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều hộ chăn nuôi e ngại trong quá trình tái đàn. Và dự báo giá hơi ở thị trường miền Bắc rất có thể sẽ có xu hướng giảm bởi hiện nay thêm nhiều ca COVID-19 mới được công bố, nhiều địa phương thắt chặt hơn các biện pháp về phòng ngừa, hạn chế đi lại. Tình hình giao dịch, buôn bán cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn đối với khu vực Bắc Trung Bộ, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi gần một tháng qua, dù không bùng phát trên diện rộng, nhưng giá heo hơi ở khu vực này cũng đang có xu hướng giảm, đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, cũng như là đối với tỉnh Thanh Hóa. Và hiện nay các địa phương này đang phổ biến trong khoảng 63 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào chất lượng của heo. Thời gian qua, các tỉnh biên giới siết chặt nhập khẩu để ngăn ngừa đại dịch COVID-19 khiến nguồn cung heo nhập từ Campuchia cũng như là Thái Lan giảm bớt, và giá hơi tại khu vực miền Nam nhờ vậy mà giữ mức ổn định hơn. Cũng theo một số đầu mối, vừa qua công ty CP ở khu vực miền Nam đã điều chỉnh giảm 1.000 đồng trên 1 kg giá heo thịt bán ra, và hiện nay giá của công ty CP đang còn 72,5.000 đồng trên 1 kg, cao hơn nhiều so với thị trường tự do. Còn theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay vẫn có sự biến động ở cả thị trường miền Bắc và thị trường miền Nam. Cụ thể, các tỉnh ở khu miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, Đồng Nai giảm nhẹ về mức 69.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh dao động mức giá 70.000 đồng trên 1 kg, và nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá tương tự. Bình Phước 70.000 đồng trên 1 kg, Bình Dương trong ngày hôm nay dao động mức giá 70 cho đến 71.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu, theo ghi nhận ở huyện Xuyên Mộc của tỉnh này đang có mức giá dao động 70.000 đồng. Tây Ninh trong ngày hôm nay cao nhất dao động mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay như Sóc Trăng 71.000 đồng, Trà Vinh dao động mức giá 71 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau giảm nhẹ 1.000 đồng về mức 70.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang 71.000 đồng. Tiền Giang trong ngày hôm nay vẫn đang duy trì mức giá cao 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu dao động mức giá 71.000 đồng.
hai địa phương đó là Long An và tỉnh An Giang trong ngày hôm nay có mức giá 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Long 71.000 đồng, Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng giao động mức giá 71.000 đồng trên 1 kg, Bến Tre 70 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg, Hậu Giang 70.000 đồng, Cần Thơ trong ngày hôm nay giao động mức giá 71.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội giao động mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 68.000 đồng. Hải Phòng giao động mức giá 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên 69.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi báo giá dòng heo hai bề, lông trắng ở khu này chỉ giao động mức giá 66.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay heo siêu đang có mức giá 68.000 đồng, heo hai bề khu này có mức giá 65.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh 69.000 đồng, Nam Định và Ninh Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam cao nhất đạt 69.000 đồng trên 1 kg, heo dân lông trắng trong khu vực này đang báo giá 65 cho đến 66.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, như Lai Châu giao động mức giá 72.000 đồng, Sơn La 70.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên trong ngày hôm nay, đối với dòng heo siêu, heo đẹp khu vực này vẫn đang báo giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình có mức giá thấp hơn, heo siêu giao động 68 cho đến 70.000 đồng, heo dân khu vực này có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai đối với dòng heo siêu đang phổ biến mức giá 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Lợn móng cái ở khu này đang có mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Yên Bái 68.000 đồng trên 1 kg. Lợn mỡ khu này có mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Hà Giang 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng giao động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay 69.000 đồng là cao nhất. Tuy nhiên, đối với lợn móng cái, lông trắng khu này, người dân chỉ báo giá giao quanh 65.000 đồng. Thái Nguyên 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg, lợn xấu 65.000 đồng, lợn mỡ khu này nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ giao động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Bắc Cạn 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg, lợn mỡ khu này báo giá 62.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay giao động mức giá 65 cho đến 66.000 đồng, áp siêu khu này 63.000 đồng trên 1 kg. Và theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá tỉnh Tuyên Quang, lợn mỡ khu này dưới 60.000 đồng. Quảng Ninh giao động mức giá 68.000 đồng, Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 68.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu. Còn đối với dòng heo hai bề khu vực này đang báo giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg tùy từng huyện. Đối với các tỉnh ở khu miền Trung như là Thanh Hóa trong ngày hôm nay cao nhất đạt 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Lợn dân móng cái lông trắng khu này đang có mức giá 65.000 đồng. Nghệ An 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Lợn áp siêu khu này đang giao động mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Hà Tĩnh cũng có mức giá tương tự 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình giao động mức giá 68.000 đồng. Quảng Trị 67 cho đến 68.000 đồng đối với dòng heo siêu, áp siêu khung này đang giao động mức giá 64.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay cũng có mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 70.000 đồng. Bình Định giảm nhẹ trong ngày hôm nay về mức 67.000 đồng. Phú Yên 70.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa giao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Trong khi đó, Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn đang giữ mức giá ổn định đối với dòng heo siêu là 70.000 đồng trên 1 kg. Dòng heo áp siêu khu này có mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự thay đổi. Gia Lai 68 cho đến 70.000 đồng. Kon Tum giao quanh mức giá 70.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk trong ngày hôm nay, dòng heo siêu báo giá 70 cho đến 71.000 đồng. Dòng heo áp siêu khu này báo giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng 71.000 đồng đối với dòng heo siêu, hai bề khu này báo giá 67.000 đồng. Đắk Nông 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, dòng heo hai bề khu này báo giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.